Bản tin Bộ Y tế tối 26 tháng 11 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 11 đến 16 giờ ngày 26 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.109 ca nhiễm mới, 12.368 ca khỏi bệnh. Bản tin cũng thông báo về 137 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 24.544 ca. Thông tin về 13.109 ca nhiễm mới như sau. 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 13.094 ca ghi nhận trong nước, tăng 665 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành phố, có 7.288 ca trong cộng đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 1.809 ca, Cần Thơ 897 ca, Bình Dương 707 ca, Tây Ninh 655 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 653 ca, Đồng Tháp 601 ca, Bạc Liêu 566 ca, Đồng Nai 556 ca, Vĩnh Long 536 ca, Bến Tre 501 ca, Bình Thuận 496 ca, Sóc Trăng 493 ca, Kiên Giang 418 ca, An Giang 387 ca, Cà Mau 374 ca, Trà Vinh 309 ca, Bình Phước 271 ca, Hà Nội 253 ca, Hậu Giang 238 ca, Khánh Hòa 216 ca, Đắk Lắk 181 ca, Bắc Ninh 153 ca, Hà Giang 143 ca, Bình Định 132 ca, Tiền Giang 123 ca, Nghệ An 117 ca, Thừa Thiên Huế 113 ca, Lâm Đồng 112 ca, Quảng Nam 95 ca, Đắk Nông 92 ca, Đà Nẵng 92 ca, Quảng Ngãi 80 ca, Long An 75 ca, Vĩnh Phúc 62 ca, Quảng Trị 57 ca, Thanh Hóa 55 ca, Hưng Yên 47 ca, Lạng Sơn 44 ca, Phú Thọ 38 ca, Nam Định 38 ca, Ninh Thuận 31 ca, Phú Yên 30 ca, Tuyên Quang 28 ca, Quảng Bình 28 ca, Quảng Ninh 25 ca, Thái Bình 25 ca, Thái Nguyên 22 ca, Gia Lai 21 ca, Hà Tĩnh 19 ca, Ninh Bình 18 ca, Bắc Giang 16 ca, Hà Nam 10 ca, Hải Dương 8 ca, Cao Bằng 7 ca, Kon Tum 6 ca, Hải Phòng 4 ca, Hòa Bình 4 ca, Điện Biên 4 ca, Lào Cai 2 ca, Yên Bái 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, gồm Lâm Đồng giảm 123 ca, Gia Lai giảm 107 ca, Bình Phước giảm 71 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, gồm thành phố Hồ Chí Minh tăng 227 ca, Cần Thơ tăng 156 ca, An Giang tăng 139 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.162 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.181.337 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 11.988 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.176.148 ca. Trong đó có 952.439 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Yên Bái, Bắc Cạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, gồm thành phố Hồ Chí Minh 464.180 ca, Bình Dương 279.487 ca, Đồng Nai 85.064 ca, Long An 37.829 ca, Tiền Giang 24.362 ca. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.368 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 955.256 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.456 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.624 ca. Thở oxy dòng cao HFNC là 1.148 ca. Thở máy không xâm lấn 145 ca. Thở máy xâm lấn 529 ca. ECMO 10 ca. Từ 17:30 ngày 25 tháng 11 đến 17:30 ngày 26 tháng 11 ghi nhận 137 ca tử vong gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 60 ca, trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bạc Liêu 1 ca, Bình Dương 2 ca, Đồng Nai 2 ca, Đồng Tháp 1 ca, Long An 2 ca, Sóc Trăng 1 ca.
Tại các tỉnh thành phố khác ghi nhận ca COVID-19 tử vong gồm Tiền Giang 13 ca, An Giang 13 ca, Tây Ninh 9 ca, Bình Thuận 8 ca, Kiên Giang 7 ca, Sóc Trăng 4 ca, Vĩnh Long 4 ca, Đồng Nai 3 ca, Đồng Tháp 3 ca, Cần Thơ 3 ca, Đắk Lắk 2 ca, Bạc Liêu 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Nghệ An 1 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Long An 1 ca, Bến Tre 1 ca, Cà Mau 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 138 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.544 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%. Tổng số ca tử vong xếp thứ 34 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10 trên 49, xếp thứ 5 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 127.500 xét nghiệm cho 259.502 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 25.517.762 mẫu cho 67.263.695 lượt người. Trong ngày 25 tháng 11, có 2.409.817 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 116.328.185 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 68.934.236 liều. Tiêm mũi 2 là 47.393.949 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.